chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam thứ ba ngày 11 tháng 5. Bản tin hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây. Ngày đầu người dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thực hiện chỉ thị 16 về phòng chống dịch COVID-19. Học và làm việc trực tuyến, giải trí trực tuyến, mua bán trực tuyến, trạng thái đảm bảo an toàn cho cá nhân và trách nhiệm với cộng đồng. Trà Vinh chú trọng phát triển nhân lực đồng bào dân tộc, nhiều cán bộ là người dân tộc được bố trí vào vị trí lãnh đạo chủ chốt. Phải có các biện pháp phòng dịch mạnh mẽ hơn, phải tiếp tục nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, khắc phục ngay những kẽ hở trong phòng chống dịch. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong cuộc họp chiều qua giữa Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất cần ưu tiên cao nhất hiện nay là dồn tổng lực để dập dịch COVID-19. Nhiệm vụ quan trọng thứ hai là tổ chức thành công, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thủ tướng cho rằng các địa phương cần báo cáo cấp có thẩm quyền để tổ chức việc tiếp xúc cử tri theo đúng quy định nhưng phù hợp với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Theo cập nhật từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ hôm qua đến 6 giờ hôm nay, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 28 ca mắc COVID-19 mới trong nước. Cụ thể, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là 1 ca, Bắc Ninh 13 ca, Vĩnh Phúc 7 ca, Bắc Giang 5 ca, Lạng Sơn 1 ca và Hải Dương 1 ca. Số ca lây nhiễm trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã là 486 ca. Sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc. Đây là yêu cầu của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đối với các địa phương đã có trường hợp mắc COVID-19 tại khu công nghiệp. Theo đó, toàn bộ người lao động làm việc cùng phân xưởng với F0 đều coi là F1. Yêu cầu tiếp tục khẩn trương truy vết, cách ly kịp thời các trường hợp F1, F2 tại cơ sở sản xuất kinh doanh thông qua quản lý ca làm việc, camera tại các vị trí công cộng, căng tin, nơi nghỉ giữa giờ. Phải thông báo ngay cho các tỉnh, thành phố khác có liên quan đến những người lao động nghi nhiễm. Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ chiều ngày 9 tháng 5. Người dân được yêu cầu ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thực sự cần thiết. Chỉ thị 16 yêu cầu không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng. Cuộc sống của người dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh như thế nào trong ngày đầu thực hiện chỉ thị 16? Phản ánh của phóng viên thời sự. Ngày đầu tiên Thuận Thành thực hiện giãn cách, đường phố thưa vắng người qua lại. Nhiều cửa hàng, trung tâm vui chơi giải trí, quán karaoke đã tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch bệnh. Nhờ tuyên truyền kịp thời, đa dạng bằng nhiều hình thức, người dân Thuận Thành đã biết được diễn biến dịch bệnh cũng như biện pháp của tỉnh và tự nguyện chấp hành. Đến bây giờ toàn bộ người dân trong khu vực xã Gia Đông đã đóng cửa và không tiếp xúc bất cứ một nhà nào với nhà nào. Bên cạnh sự nghiêm túc chấp hành các quy định của nhà nước về phòng dịch của đa số người dân trên địa bàn huyện, vẫn còn bộ phận nhỏ chủ cửa hàng chưa ý thức được việc làm của mình, vẫn mở cửa bán những sản phẩm không thiết yếu. Công an huyện đã triển khai và chia làm 4 tổ công tác, trong đó là có trưởng công an huyện trực tiếp đi đến các cái địa điểm để kiểm tra trên địa bàn. Và đến nay thì cũng đang về để hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định. Trường hợp vi phạm là bán những cái mặt hàng mà không đúng theo cái quy định của cái phòng chống dịch. Đến nay, 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn huyện Thuận Thành đã đóng cửa, tạm dừng kinh doanh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện cũng vừa xử phạt 6 trường hợp, tổng số tiền 18 triệu với hành vi tụ tập đông người nơi cách ly tại xã Mão Điền. Tỉnh Bắc Giang cũng đang khẩn trương khoanh vùng truy vết người có liên quan đến các ca mắc COVID-19 tại thôn Phương Lạng 3, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam. Các trường hợp F1, F2 đã được lấy mẫu xét nghiệm. Địa phương này cũng đã thành lập các điểm chốt phòng dịch. Lực lượng chức năng ứng trực 24/24 giờ, đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch. Phóng viên thời sự cũng đã có mặt tại điểm chốt phản ánh công tác phòng dịch tại đây.
Sau khi điểm chốt kiểm soát dịch bệnh tại khu phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam được kích hoạt thì hiện nay thì lực lượng chức năng đã có mặt 24/24 ở đây để kiểm soát lượng người cũng như phương tiện ra vào trên địa bàn xã Phương Sơn. Hầu hết những lượt người qua đây thì đã được lực lượng chức năng yêu cầu đeo khẩu trang và đo thân nhiệt cũng như tiến hành cái việc khai báo y tế đầy đủ. Tại các điểm chốt, Ban chỉ đạo huyện đã bố trí mỗi tổ có 10 thành viên làm nhiệm vụ. Ban chỉ đạo huyện cũng bố trí 2 điểm chốt trên quốc lộ 31, đảm bảo người dân, phương tiện xe chở công nhân di chuyển qua điểm chốt đều phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ. Được ban chỉ đạo lập chốt ở đây thì anh em trực chốt ở đây là trực 24/24 và xác định được nhiệm vụ là phải với trách nhiệm cao, không để lọt xe và người qua lại tự do. Đối với công nhân thì tất cả 100% đeo khẩu trang và trước khi lên xe sát khuẩn tay. Đối với xe thì trước khi mình xuất phát mình cũng khử khuẩn. Ngay sau khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Phương Sơn, ngay trong đêm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện của xã Phương Sơn để lên phương án đảm bảo cho công tác phòng chống dịch. Đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã hoàn thành cái công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho 23 trường hợp F1 và hơn 160 trường hợp F2. Thì kết quả xét nghiệm lần đầu thì đều cho kết quả âm tính. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung cao làm tốt cái công tác phòng chống dịch đồng thời với cái phát triển kinh tế xã hội. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Lục Nam và xã Phương Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trong xã không hoang mang, lo lắng nhưng không được chủ quan lơ là phòng chống dịch, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Cũng từ 0 giờ sáng nay ngày 11 tháng 5, tỉnh Bình Định bắt đầu tạm dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19. Các điểm tham quan, du lịch, di tích tạm đóng cửa, dừng các hoạt động tôn giáo tập trung đông người. Các địa điểm phục vụ ăn uống chỉ được nhận khách không quá một nửa số bàn. Tỉnh Bình Định cũng triển khai 10 chốt kiểm tra y tế cho người đến Bình Định qua cảng hàng không Phù Cát, một số ga tàu, bến xe và cảng biển. Ra soát kiểm tra, đo thân nhiệt, khai báo y tế và cách ly người từ các địa phương có dịch. Bộ đội biên phòng Quảng Ninh và An Giang vừa phát hiện 2 vụ nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới vào ngày 10 tháng 5. Cụ thể, tại khu vực phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng biên phòng đã phát hiện 2 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 2 người này ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc được môi giới sang Việt Nam để tìm việc làm. Còn tại An Giang, cũng trong ngày 10 tháng 5, lực lượng biên phòng đã phát hiện 8 người nhập cảnh trái phép qua đường biên giới Campuchia về Việt Nam. Những người này do không tìm được việc làm bên Campuchia nên họ tìm cách về nước. Đăng tin thất thiệt phong tỏa Hà Nội, YouTuber Trần Văn Duy vừa bị xử phạt 12.500.000 đồng. Trước đó, trang Facebook Hà Nội Phố của Trần Văn Duy đã đăng bài viết với nội dung Hà Nội Phố thông thoáng trong ngày đầu phong tỏa, kèm video trải nghiệm là thông tin hoàn toàn sai sự thật gây hoang mang cho dư luận. Công an Hà Nội đã triệu tập Trần Văn Duy, 39 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội đến làm việc và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính Duy 12.500.000 đồng. Dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Hà Nội, dù không phải cách ly xã hội như tin đồn thất thiệt trên, nhưng cấp độ phòng chống dịch trong cộng đồng từ các gia đình, tổ chức, cá nhân vào lúc này cần ở mức cao hơn và thận trọng hơn. Trách nhiệm với cộng đồng, tuân thủ nguyên tắc 5K, tự ý thức bảo vệ mình và cộng đồng là cách thức hiệu quả hơn hết ở thời điểm này. Bên cạnh đó, các hoạt động trực tuyến cũng cần và nên được tăng cường. Tuần qua, cửa hàng này đã chuyển sang trạng thái bán hàng trực tuyến. Dù không phải đóng cửa hoàn toàn, nhưng đã chủ động việc bán mang đi qua ứng dụng, hạn chế khách ngồi tại chỗ, giảm phân nửa nhân viên, tuân thủ 5K theo khuyến cáo và sẵn sàng đóng cửa khi tình hình phức tạp hơn. Nước rửa tay và có khẩu trang phát miễn phí cho những khách không có và sẽ có 2 tầng ngồi thoáng mát để cho các khách được sử dụng và đảm bảo giãn cách giữa các bàn. Nếu như tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, thì quán sẽ đóng cửa luôn và chỉ nhận bán mang về và bán trên các nền tảng số online. Ứng dụng công nghệ cho các hình thức học tập và làm việc đã quen thuộc với người trẻ. Đây cũng là cách để cuộc sống thường nhật không bị gián đoạn, đặc biệt trong bối cảnh các trường học buộc phải đóng cửa phòng chống dịch. Lựa chọn những cái địa điểm thoáng đãng và vắng vẻ và có kết nối mạng rất là tốt để mình có thể học tập và làm việc một cách hiệu quả hơn.
Tuy nhiên bên cạnh đó thì mình vẫn phải tuân thủ những cái quy tắc để phòng chống dịch Covid, đó là quy tắc 5K. Câu lạc bộ yoga này cũng đã chuyển sang dạy hoàn toàn qua mạng, trên các nền tảng mạng xã hội sau khi đóng cửa phòng dịch, đảm bảo trạng thái bình thường cho cả giáo viên và học viên, giờ giấc linh hoạt theo nhu cầu. Bằng cách này, việc tập luyện, chăm sóc sức khỏe vẫn được duy trì. Cũng có ghi những cái live stream, có những đoạn nhỏ, đoạn ngắn, có những chương trình cả một cái live stream dài một tiếng để cho tất cả các anh chị em có thể tập được. Cứ nhìn thấy những người giáo viên tập là tự nhiên họ cũng chăm chỉ dần lên. Những con phố tấp nập này thưa vãn hơn bao giờ cao điểm. Việc học và làm việc trực tuyến, giải trí trực tuyến, mua bán trực tuyến, các nhu cầu đều có thể thực hiện, đảm bảo an toàn cho cá nhân, trách nhiệm với cộng đồng. Tăng cường trạng thái này trong xã hội giúp giảm tải các điểm công cộng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý trên các trang báo mạng. Trang mạng Barron's.com thuộc tập đoàn Dow Jones Company của Mỹ vừa đăng bài phân tích đánh giá cao tác động tích cực của chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng được đưa ra tại đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đến thị trường tài chính. Theo bài viết, việc các nhà lãnh đạo Việt Nam cam kết đầu tư 119 tỷ đô la Mỹ cho cơ sở hạ tầng trong 4 năm tới cũng như thúc đẩy tỷ trọng đóng góp của khối tư nhân từ 42% lên 55% tổng sản phẩm quốc nội GDP vào năm 2025 đã hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài và tạo ra những tín hiệu tích cực đối với thị trường tài chính. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường bất động sản tại Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư bất động sản. Bài báo cho rằng với những tín hiệu tích cực trong thời gian gần đây, các nhà đầu tư Mỹ sẽ hoàn toàn có lý do để tiếp tục đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tờ The Star của Malaysia dẫn lời chánh văn phòng Bộ Quốc Công an Trung tướng Tô Ân Sô cho biết công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp 2021-2026 vào ngày 23 tháng 5 của Việt Nam đến nay đã cơ bản hoàn thành một cách kỹ lưỡng, toàn diện và đồng bộ. Theo Trung tướng, lực lượng công an cả nước luôn theo dõi sát sao quá trình chuẩn bị và công tác tổ chức bầu cử, ngăn chặn các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự xã hội, răn đe, đánh bại các âm mưu, hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại bầu cử. Trong vài ngày tới, toàn bộ lực lượng công an sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao nhất để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử trong mọi tình huống. Ngoài ra, lực lượng công an sẽ duy trì các nhiệm vụ thường xuyên khác cũng như tích cực hoạt động ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Trang Le Courrier du Việt Nam dẫn báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam về tăng trưởng đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm. Theo đó, đến hết tháng 4, khối lượng đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt hơn 545 triệu đô la Mỹ, tăng 7,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà đầu tư Việt Nam đã rót vốn vào 18 dự án mới ở nước ngoài với tổng trị giá 142 triệu đô la Mỹ, đồng thời tăng vốn tại 9 dự án sẵn có lên gấp 25 lần so với năm ngoái. Các nguồn vốn đầu tư được tập trung vào 10 lĩnh vực, trong đó khoa học và công nghệ dẫn đầu với 270 triệu đô la Mỹ, tiếp theo đó là thương mại, bán lẻ và các ngành nông nghiệp. Tờ báo tiếng Anh hàng đầu của Thái Lan Bangkok Post ngày 10 tháng 5 đã dành chuyên mục tiêu điểm châu Á để nói về những nỗ lực của ngành du lịch Việt Nam trước những tác động của đại dịch COVID-19. Trong bài báo có tựa đề Việt Nam làm mới ngành du lịch, tác giả mô tả là quốc gia giàu lịch sử có nền văn hóa ẩm thực đa dạng và những danh lam thắng cảnh nổi bật trải dài trên khắp cả nước, qua đó giúp Việt Nam trở thành một trong những điểm đến được yêu thích ở Đông Nam Á. Bài báo đưa ra gợi ý rằng các phương pháp tiếp cận mạnh mẽ đối với dịch COVID-19, sự linh hoạt của các địa phương cũng như các chiến dịch du lịch chủ động từ chính phủ, ngành này sẽ có thể phục hồi với mức trước khủng hoảng vào năm 2024. Tác giả bài viết cũng gợi ý các nhà khai thác du lịch cần đưa ra các gói sản phẩm số hóa phần lớn chuỗi giá trị và đầu tư tính bền vững. Những thông tin đáng chú ý trong phần tiếp theo. Hơn 44.000 doanh nghiệp Việt Nam thành lập mới trong 4 tháng đầu năm, tín hiệu rất tích cực trong bức tranh ảm đạm do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Trà Vinh chú trọng phát triển nhân lực đồng bào dân tộc, nhiều cán bộ là người dân tộc được bố trí vào vị trí lãnh đạo chủ chốt.
Ngày 10 tháng 5, tòa đại hình Evry, ngoại ô Paris, Pháp đã bác bỏ vụ kiện lịch sử của bà Trần Tố Nga, một công dân Pháp gốc Việt, chống lại 26 công ty hóa chất đã cung cấp chất độc da cam cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Trong thông báo của mình, tòa án thành phố Evry cho biết, các lập luận từ phía các công ty hóa chất đa quốc gia là đủ vững vàng để được hưởng quyền miễn truy tố và đã đưa ra phán quyết rằng các công ty hóa chất đã hành động dựa trên mệnh lệnh của chính phủ Mỹ để hoàn tất một hoạt động chủ quyền. Vụ kiện của bà Trần Tố Nga đã trải qua hơn 10 năm gian khổ. Từ năm 2009 đến năm 2013, bà chuẩn bị các giấy tờ tài liệu chứng minh mình thực sự là một nạn nhân da cam để có thể khởi kiện theo luật pháp ở Pháp. Tháng 5 năm 2013, tòa đại hình Evry chấp thuận đơn kiện của bà. Tháng 4 năm 2014, tòa mở phiên thủ tục đầu tiên. Từ đó đến nay, tòa trải qua 18 phiên và một phiên điều trần vào ngày 25 tháng 1 năm nay với sự có mặt của 14 công ty. Nhân sự kiện này, phóng viên chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, về phản ứng của hội trước phán quyết của tòa án Pháp. Khi nghe cái phán quyết của tòa án Evry của Pháp về cái vụ kiện của bà Trần Tố Nga thì chúng tôi rất là bất đồng với lại cái phán quyết của tòa án đã không bênh vực cái công dân của nước mình mà lại tuyên bố rằng tòa không có cái thẩm quyền để xử cái vụ án này. Tôi nghĩ rằng cái phán quyết của tòa là không có tính thuyết phục. Bởi vì các cái công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất khoảng 80 triệu tấn lít độc da cam để cung cấp cho quân đội Mỹ giải xuống miền Nam Việt Nam đã gây nên một cái hậu quả rất là nghiêm trọng về môi trường và sức khỏe con người. Chúng tôi rất ủng hộ cái quan điểm của bà Trần Tố Nga tiếp tục cái vụ kiện này lên cái tòa án của Pháp. Thế thì đối với quan điểm của chúng tôi là sẽ ủng hộ cái ý định của bà và sẽ giúp và sẽ ủng hộ cả về tinh thần cả về vật chất để cho bà Nga tiếp tục theo đuổi cái vụ kiện này. Hơn 44.000 doanh nghiệp Việt Nam thành lập mới trong 4 tháng đầu năm nay. Đây là con số cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay. Đặc biệt là nếu so sánh với sự ảm đạm do ảnh hưởng của COVID-19 trong năm ngoái, thì đây là tín hiệu rất tích cực. Nó cho thấy xu hướng phục hồi của nền kinh tế và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp về triển vọng trong thời gian tới. Doanh nghiệp nước ngoài này đang cần thành lập ngay một trung tâm sản xuất mới mang tính dài hạn. Bởi dự kiến tới đây, những đơn đặt hàng từ Mỹ, từ châu Âu và Nhật Bản sẽ là rất lớn. Sau nhiều khảo sát, họ quyết định chọn Việt Nam. Kho hàng này rộng khoảng 4.500 m² và dự kiến trong khoảng từ 4 tới 5 tháng nữa thì kho này sẽ đầy hàng xuất khẩu. Và đây cũng chỉ là một trong những kho hàng nhỏ nhất của doanh nghiệp này. Tôi có rất nhiều người bạn cũng đang rất quan tâm tới việc đầu tư vào Việt Nam. Có thể các bạn sẽ thấy những con số về đầu tư vừa qua là cao kỷ lục, nhưng tôi cho rằng đấy cũng mới chỉ là sự bắt đầu thôi. Xu hướng đầu tư vào Việt Nam sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai gần. Tính riêng tại tỉnh Thái Nguyên, số doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm nay, nếu so với cùng kỳ năm 2019, tức là khi dịch bệnh chưa xuất hiện, thì cũng đã tăng gần 12%. Các tỉnh làm tốt thì Việt Nam sẽ tốt. Chính vì vậy mà các tỉnh hiện nay đang rất là cải cách, cũng rất là sôi động về vấn đề thu hút đầu tư. Chính vì vậy là đang tạo ra một cái môi trường đầu tư tốt cho Việt Nam và cũng như cho các tỉnh và trong đó có Thái Nguyên. Các ngành tăng trưởng mạnh nhất về số lượng doanh nghiệp là bất động sản, y tế, trợ giúp xã hội, dịch vụ, giáo dục, vận tải kho bãi. Tổng vốn bổ sung vào nền kinh tế trong giai đoạn 4 tháng đầu năm là 1,42 triệu tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Theo phân tích của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thực tế hiện nay các doanh nghiệp cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, điển hình là chi phí vận tải hay chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Thế nhưng các doanh nghiệp cũng hiểu rằng đây chỉ là những khó khăn trong ngắn hạn. Họ nhìn ở Việt Nam, nhìn thấy triển vọng kinh tế trung và dài hạn đang rất là tươi sáng. Nền kinh tế vận hành rất là ổn định, rất là triển vọng. Môi trường kinh doanh thì đang ngày càng thuận lợi hơn, theo hướng thuận lợi hơn. Rồi là Việt Nam đang mở cửa rất là mạnh mẽ,
và rõ ràng là cái vị thế của nền kinh tế so với các quốc gia khác thì đang tăng rất là nhanh. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao là vậy. Thế nhưng số lượng doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường trong 4 tháng qua cũng lên tới hơn 51.000 doanh nghiệp. Một nửa trong số này phải tạm ngừng kinh doanh để nghe ngóng diễn biến của thị trường và tìm kiếm những hướng đi mới. Điều này cũng cho thấy, bên cạnh những tín hiệu tích cực thì cũng đang có những thách thức rất lớn ở phía trước, đặc biệt là khi dịch COVID-19 vẫn đang phức tạp. Những đề xuất bổ sung sân bay mới vào quy hoạch của các địa phương như là Bắc Giang, Hà Giang, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Trà Vinh, Ninh Thuận, Bình Phước đều không được chấp thuận. Đây là nội dung trong bản quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải và Hội đồng Thẩm định Quy hoạch. So với quy hoạch trước đó, số lượng cảng hàng không đến năm 2030 vẫn được giữ nguyên là 28 cảng, chỉ điều chỉnh quy mô quy hoạch đảm bảo cự ly tiếp cận tối đa đến cảng vùng đồng bằng là 100 km và vùng miền núi là 200 km. Trong 10 năm tới, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất ưu tiên đầu tư xây dựng nâng cấp các cảng hàng không quốc tế lớn. Đến năm 2050, cảng duy nhất được bổ sung vào quy hoạch là Cao Bằng. Trà Vinh là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc Khmer cao nhất cả nước, chiếm 1/3 dân số toàn tỉnh với 318.000 người. Những năm qua, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc. Các cơ sở giáo dục được chú trọng đầu tư, trình độ dân trí trong cộng đồng bà con Khmer ngày càng được nâng cao. Nhiều cán bộ là người dân tộc được bố trí vào vị trí lãnh đạo chủ chốt ở các cấp của tỉnh. 9 năm làm cán bộ không chuyên trách tại xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, anh Saray đã được tạo điều kiện để học liên thông lên đại học chuyên ngành nông nghiệp thủy sản. Với vốn kiến thức chuyên môn này, anh đủ sức đảm đương nhiệm vụ ở mảng truyền thanh và tuyên giáo tại địa phương. Bản thân cũng đạt được trình độ đại học. Chính trị thì bản thân cũng được tạo điều kiện để đi học được lớp trung cấp chính trị. Tỉnh Trà Vinh hiện có hơn 7.500 đảng viên Khmer, chiếm 17% đảng viên toàn tỉnh. Địa phương cũng có gần 5.000 cán bộ công chức là người dân tộc. Trong ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, có nhiều cán bộ được tín nhiệm giữ các vị trí chủ chốt. Có 311 đảng viên là người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy ba cấp, chiếm 15,52%. Đội ngũ cán bộ dân tộc Khmer thì đã góp phần rất lớn trong việc mà quản lý, làm chuyên môn ở từng ngành, từng địa phương của mình. Đại học Trà Vinh là trường duy nhất trong cả nước có riêng khoa ngôn ngữ, văn hóa nghệ thuật Khmer Nam Bộ, đang đào tạo gần 1.000 sinh viên, đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại địa phương cũng như cả khu vực Nam Bộ. Nâng cái trình độ dân trí cho đồng bào dân tộc Khmer ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng mà cả nước nói chung về lĩnh vực ngôn ngữ Khmer cũng như cái về văn hóa, về nghệ thuật Khmer. Năm 2018, Chính phủ ban hành quyết định 771 về bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025. Các chuyên gia cho rằng nếu tận dụng tốt chính sách này cùng với nguồn lực sẵn có, Trà Vinh sẽ có nhiều cơ hội để phát triển vùng đồng bào dân tộc. Chúng ta có cái cơ sở đào tạo mà chúng ta lại có cái nguồn lực từ cái chương trình mục tiêu quốc gia. Thế thì Trà Vinh nên tận dụng tối đa cái cách tiếp cận cái đề án tổng thể kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số để mà đầu tư hơn nữa vào cái nguồn lực. Am hiểu về phong tục, tập quán của dân tộc mình, đảm nhiệm vai trò đi đầu và là nòng cốt trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân. Những cán bộ, đảng viên người dân tộc Khmer đang phát huy tốt vai trò, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Trà Vinh. Cuối bản tin như thường lệ là các thông tin dự báo thời tiết.
Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự trưa nay của Đài Truyền Việt Nam. Để xem lại bản tin hoặc xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị có thể truy cập vào website VTV Go ở địa chỉ đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go từ App Store hoặc Google Play. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.